Nó có thể giúp được mình những cái thiết yếu như là thoát khỏi những cái nguy hiểm. Yes. Wow, hôm nay tiếp tục là những series vlog thật là hấp dẫn. Hôm nay chúng mình chơi gì Việt Nhân nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi đoán tiếng Việt không giấu. Wow, ok, vậy như ta nào. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào trò chơi thôi nào. Quên từ tí là cái này. Nụ cười đã mất đằng sau nước mắt. Đầu tiên là ăn rồi. Ủa là trời. 5 4 3. Anh không cần mua báo nữa đâu. Em mất kính rồi. Chính xác. Wow. Ủa sao đọc chăm vậy? Nani? Omae wa mou shindeiru. Ủa, phía sau người ta đọc suôn sẻ, người ta đọc mưa, không có đọc lái. Chết rồi. Và cái đầu óc hãy trong sáng lên mọi người. Với cái đầu óc sáng lên. Cái đầu óc không trong sáng nổi như thế này thì em xin lỗi, em đã có thai rồi. Có cái thai gì? Gì vậy? Thai. Em đã có thái độ. À, thái độ. Trường mời anh đến đủ. Sai. Không phải không? Em đang ở trường mời anh đến dự. Thế là ghi ra cái từ đấy là từ đủ nha. Óc trong sáng của mình thì không có gì là không thể. Anh Minh thử đó nào. Không, dấu hỏi. Ngày cứ tơ tưởng vì em thôi. Chính xác rồi. Yeah. Hay, câu này dễ. Câu này ngắn dễ nha. Câu giải rất là khó nha các bạn ơi. Cô dạy em bay hơi dọc phố xa. 5 4. Em đang bận. Đang bên nhà thằng bạn. Sai. À em biết rồi. Chắc là câu này hơi khó. 5 4. Em đang bận đầm bên nhà thằng bạn. Bận đầm. Sai. Ủa là câu gì vậy tới? Em đang 5 4 3 2 1. Cái từ gì ấy? Đang bán đạm bên nhà thằng bạn. Sai. Bán đạm là gì? Không biết. Sao nhớ vào vậy thôi. Em đang. Rồi. Bạn. Em đang bận đám bên nhà thằng bạn. Bận đám hả? Bận đám là bận đầm. Giống kiểu đám cưới rồi. Má này chuẩn bị đúng rồi nè. 5. Anh rất nhớ em. Tặng em 2 cái hôn dài. Chính xác. Yeah. Nhất cho siêu hả? 5 Anh 4, có 3 2 1 Anh có cái gì vậy? Anh có cái gì vậy? 1 Anh có còn. Hết giờ, trời. Có cái gì vậy? Anh có còn cũ bự lắm, em có thích không? Chính xác. Con cú. 5 Mấy 4. Em sinh viên cho tao cái lon to lắm. Sai. Mấy em sinh viên
thấy em sinh viên chờ tao cãi lộn to lắm. Sai. Ôi, vậy vẫn sai. Ôi, hả? Gì ấy? Thế là gì? À, mấy em sinh viên chỗ tao cãi lộn to lắm. À. À. Rồi, ngân với mình đang thì ghê á. Chỗ tao hả? Lại lại nói gì? Cho tao. 5 4 3 chó để ăn ở đâu vậy? Sai. Năm bốn ba chờ đẻ anh ở đâu? Sai. Nghĩ năm bốn ba hai một chó đẻ anh ở đâu vậy? Sai. Chỗ để ảnh ở à, cái câu này mình nhớ nhớ lắm rồi. Sao rồi mẹ ơi, nãy giờ mình trúng con nào vậy trời? 5 4 cửa 3 cái này dễ con nè. Con đi cho. Sai. Cái này tao biết này, cái này biết này. Con đi chợ. Ôi là trời. 5 4 đừng sợ buổi tối. Chính xác. Mình nghĩ mình thua quá. Trời ơi. 5 4 2 3 giờ 15 học bù. Học bù các em nhé. Ủa? Là sao? Nó sai từ. Chính xác. Dư từ. À, học bù các em nhé. Các nghe có quát à? Câu cuối cùng. Gì vậy nhỉ? Năm nay em đã đủ tuổi bầu cử chưa? À. Con này dễ. Yeah. Hết rồi. Hết rồi. Anh sẽ công bố điểm như sau. Nếp đúng 4 câu. Lizzy đúng 3 câu. Việt Ngân đúng 3 câu. Sau khi phân bại thắng thua thì người thắng đã có, còn người thua thì chưa. Cho nên là anh quản lý đã cho thêm một câu hỏi phụ cho hai bạn Việt Ngân và Lizzy. Và câu hỏi này nếu ai mà giơ tay lên giành quyền trả lời nhanh và đúng nhất thì sẽ là người thắng. Ok. Sẵn sàng chưa? Đơn giản. Câu hỏi hình. Và em là người quyết định nha. Thế rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Action. Hơi sợ quá, hồi hộp quá. Ngắm hai bạn, ai giơ tay trước. Chưa kịp nhìn thấy chữ rồi đó mà hồi hộp ghê. Rồi rồi. Trời ơi, ai vậy? Vẫn chưa ai. À! Đồng cư dân FCV Complex đề nghị ông bà cư dân treo cờ từ 30 tháng 4. Ôi, phải nói luôn, mày cứ ai cho suy nghĩ thế? Ủa? Em biết. Em bị cần đến cái từ em tính nói treo cổ. Ờ, đúng rồi, tính nói đó. Em tính nói treo cổ. Nhưng mà cơ được ngắt giữa chừng thì cũng tạm chấp. Nhưng mà không nói lại là được. Đúng rồi, không nói lại, không bất từ nữa. Em ơi. Và như mọi người cũng đã thấy thì người thắng cuộc đó chính là Lizzy. Còn gì nữa đâu mà cộng với sầu. Và cảm ơn Ngân lúc nãy đã dự đoán trước là mình sẽ là người thua cuộc. Như vậy mọi người nói gì em đi về nha, bye bye. Và bây giờ lời nguyện của Ngân là được đáp ứng rồi. Chính xác. Và từ hôm sau trở đi bọn mình học Pilates sẽ có người trải thảm và lau thảm khi ra về. Thật là vinh dự đó đi. Chúc mừng Ngân. Không. Chúc mừng Ngân nha. Và hiện tại thì vlog của tụi mình cũng đã kết thúc rồi. Và đã xem ai là người thua cuộc và ai là người thắng cuộc ngày hôm nay. Thắng cuộc sẽ không được gì đâu. Ok. Và người thua cuộc thua là được rồi. Thua là được vị này. Đó. Và mong mọi người hãy đón xem vlog này thật là vui vẻ. Và hãy đón xem những vlog tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye. Lâu thẳng, trải thẳng. Lâu thẳng, trải thẳng. Nói gì vậy? Ok. Trải thẳng. Đây chính là layout makeup của mình ngày hôm nay. Và điểm nhấn ở đây mọi người cũng
nhìn thấy rõ rồi đúng không? Đó chính là cái mái tóc. Làm sao để có thể được cái mái tóc như thế này thì